Chào bạn, tôi là Sa La Tâm, Sa La của hoa Sa La và Tâm trong chữ Tâm. Tâm không phải là những điều thiện lành mà là nội tâm ở bên trong. Tôi muốn học cách sống mỗi ngày đều quay vào bên trong nội tâm của chính mình. Với tôi, tất cả những thứ ở bên ngoài quá bấp bênh. Tôi từng nghĩ nếu mình trở thành một thạc sĩ tâm lý, có lẽ mình sẽ rất hạnh phúc. Quả thực, tôi đã hạnh phúc được khoảng một tuần sau khi bảo vệ được luận văn thạc sĩ. Tôi cũng từng nghĩ nếu mình trở thành một tác giả trẻ, có lẽ mình sẽ rất hạnh phúc. Ừ thì, tôi đã hạnh phúc được khoảng vài tháng. Sau đó, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như vậy. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, cãi nhau với người yêu, mâu thuẫn với gia đình, bất hòa với đồng nghiệp. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy hoang mang, lạc lối. Cho đến lúc ấy, tôi mới thật sự tin hoàn toàn, tin một cách kinh tâm vào lời dạy của các vị thiền sư rằng tất cả những thứ ở bên ngoài không thể khiến chúng ta hạnh phúc. Tôi muốn mình hạnh phúc, thế nên tôi bắt đầu học cách sống quay vào bên trong tâm mình, quan sát từng suy nghĩ, cảm xúc, thái độ của mình mỗi ngày. Tôi thường đặt câu hỏi, điều gì diễn ra ở bên trong tôi khiến tôi đau khổ vậy? Tôi có thể tự mình làm gì cho chính mình được hạnh phúc mỗi ngày, dù chỉ trong 5 phút mà không phụ thuộc vào người khác? Tại sao tôi lại hành xử như vậy? Tôi hành xử cách đó là vì điều gì? Sợ ai phán xét ư? Hay vì chính tôi? Cứ như thế, tôi hiểu tôi hơn qua từng ngày. Tôi thấy tôi chấp nhận được tôi, dù có khổ sở đôi chút, giống như radio số 1 mà tôi từng kể. Tuy nhiên, hôm nay tôi bình an hơn hôm qua một chút. Quay vào bên trong không phải hoàn toàn tốt và hướng ra bên ngoài không phải là xấu, chỉ là mỗi cách sống phù hợp với ta trong từng giai đoạn và cách sống này bổ sung cho cách sống kia. Vì thế, nếu bạn muốn quay vào bên trong hay hướng ra bên ngoài đều được cả. Chỉ cần bạn học được một bài học nào đó trong quá trình quay vào bên trong hoặc hướng ra bên ngoài và bạn cảm thấy hài lòng với cuộc sống là đủ rồi. Giờ thì thư giãn, thở đều, chúc ai đó ngủ ngon và đừng quên chúc bản thân ngủ ngon nhé. À quên nữa, rất rất cảm ơn các bạn đã yêu mến Sala Radio, chương trình Chúc Ngủ Ngon của tôi. Vì toàn bộ nội dung là do tôi phụ trách nên rất cảm ơn các bạn chia sẻ, nhớ ghi lại nguồn và đừng quên để lại comment hoặc những điều bạn muốn cho tôi nhé. Chúc bạn ngủ ngon.